Thời gian qua, huyện Kim Động tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chủ trương bố trí bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động tổ chức công bố quyết định điều động luân chuyển vị trí công tác của 3 bí thư Đảng ủy, 3 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đến đảm nhận giữ các chức danh bí thư Đảng ủy, phó bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tại các xã Ngọc Thanh, Song Mai, Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Hiệp Cường, Vĩnh Xá và thị trấn Lương Bằng. Đến nay, huyện Kim Động có 8 trên 17 bí thư Đảng ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn không phải là người địa phương. Thời gian tới, huyện Kim Động tiếp tục bố trí thêm để có trên 50% các đồng chí bí thư Đảng ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không phải là người địa phương.